Ba mẹ cho con tiền mua vải, may áo dài và quần áo đi. Quần áo con cũng cũ hết rồi. Bây giờ phải may liền, chứ không thôi là không có kịp đâu. Ông, Ừ? cái bà Mỹ Anh đúng là cáo già ông ha. Trời ơi, không đưa một đồng nào để mà cho con dâu nó đi sắm sửa. Thấy không? Có vài triệu chứ bao nhiêu, thấm gì so với 500. Thôi, bà đưa tiền nó lẹ đi, cho nó đi may đồ, sợ không kịp đó. Để mẹ đưa tiền. Để coi cái còn nhiêu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nè, mẹ đưa con trước 3 triệu. 3 triệu này á, con mua vải con may áo dài ha. Rồi cái thêm ít quần áo gì đó. Rồi mà sắm sửa thêm vài gì đó để mang trong ngày cưới. Còn mà nếu mà đồ đạc gì mà còn thiếu á, thì sau này về bên gia đình chồng thì gia đình chồng con lo. Thấy không? Hơi sức nào mà mình phải lo, phải không con? Ha. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Thôi bây giờ con đi chợ nha. Đi đi con. Đi chợ đi. Dạ mẹ chưa đưa tiền chợ cho con. Chưa đưa tiền chợ mà nó cũng nhớ nữa. 1, 2, 3, 30 ngàn. Ăn 4 người đủ không? Sao đủ mẹ? Đó. Thôi mua đi. Đi chợ nha con. Dạ đủ rồi mẹ. Thôi con vô lấy giỏ đi chợ nha mẹ. Đi đi. Nhớ mua đủ nha con, đừng có nhín đồng nào nha. Dạ. Ông đó, cái miệng thâm tước hoài vậy. Trời ơi, nói mà nghe nhà trai đưa 500 triệu đó, thì tính sao đây? Trời ơi, ông không nói thì có ai nói ông câm không? Hả? Con nhỏ này, mà vậy mà cũng được giá ghê chứ. Sao không được giá? Không phải giống như ông vậy đâu.